Top những câu nói cửa miệng gây sốt mạng xã hội năm 2023, phần 2. Flexing. Flex vốn là từ lóng của tiếng Anh để chỉ sự phô diễn cờ bắp và sức mạnh của bản thân. Chảo lưu Flex làm dậy sóng mạng xã hội khi một trang được lập ra để mọi người có thể vào khoe thành tích đáng tự hào mà mình từng đạt được. Không chỉ các bạn trẻ tài năng, nhiều người nổi tiếng cũng thi nhau đối chen. À lôi, hay clip à là những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất hồi tháng 7 năm 2023. A lôi hoặc A lôi nỏ trong ngôn ngữ dân tộc Tây có nghĩa là hả hay trời ơi, thể hiện cảm xúc ngạc nhiên đến sửng sốt trước một sự vật hay sự việc nào đó. Gichana Gichana là phiên âm của một cụm từ được sử dụng phổ biến trong các cuộc hội thoại thường ngày của người Hàn Quốc. Khi được hỏi bạn có ổn không, nếu muốn trả lời tôi ổn, tôi không sao, thì bạn có thể nói gichana. Gichana thành từ khóa gây bão khắp mạng xã hội nhờ vào sự biến tấu hài hước của một anh chàng Gen Z trên TikTok. Người này đăng video quay cảnh vừa khóc vừa liên tục lặp lại Gichana. Mặc dù nói tôi ổn nhưng biểu cảm buồn bã, cam chịu kèm theo lại nói là không ổn lắm đâu. Mì tôm Thanh Long, câu hát lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội bắt nguồn từ một bài hát quảng cáo mì tôm Thanh Long của Việt Nam tuy bài hát này được trình bày theo phong cách thời xưa khá nhạt nhòa không phù hợp với xu hướng hiện đại nhưng giới trẻ lại đua nhau xem rồi nghiện lúc nào không hay